Máy giặt cửa chứa Scalper Inverter 9kg WF9VG1 được trang bị lồng giặt bằng thép không gỉ sáng bóng, chống ăn mòn, dễ vệ sinh. Bề mặt lồng giặt được thiết kế với những gờ nổi giống tinh thể pha lê cùng 2196 lỗ phun nước đường kính siêu nhỏ chỉ 2,4mm, đánh bay vết bẩn nhưng vẫn giúp quần áo giữ được độ mới sau khi nhiều lần giặt. Nhờ hiệu quả giặt sạch vượt trội các vết bẩn bám trên vải, máy giặt Casper sẽ mang tới cho người dùng những bộ quần áo sạch sẽ để mặc hàng ngày. Máy giặt cửa chứa Scalper Inverter 9kg WF9VG1 được trang bị động cơ Inverter BLDC để quá trình vận hành êm ái và bền bỉ. Cùng với đó là công nghệ Inverter tiết kiệm điện giúp giảm tiền điện hàng tháng cho gia đình. Tính năng giặt hơi nước có khả năng loại bỏ được nhiều chất bẩn, thậm chí cả vết bẩn cứng đầu như vết dầu mỡ. Lúc này vải sẽ được làm mềm và hơi nước sẽ len lỏi sâu vào bên trong tầng sợi vải để tăng hiệu quả làm sạch tối ưu hơn. Máy giặt cửa trước Casper với 16 chương trình giặt đa dạng dành cho các loại vải, các loại trang phục và đối tượng khác nhau. Có thể kể đến như là giặt hỗn hợp 40 độ, giặt tiết kiệm 40 độ đến 60 độ hoặc là giặt nhanh 15 phút, đồ trẻ em, sợi tổng hợp. Khối lượng giặt tối đa của máy giặt cửa trước Casper Inverter 9kg WF9VG1 là 9kg, phù hợp với gia đình từ 3 đến 5 người. Quần áo bẩn trong một ngày sẽ được xử lý trong một chu trình giặt mà không cần phải chia ra nhiều lần giặt khác nhau. Máy giặt cửa trước Casper Inverter 9kg được trang bị bảng điều khiển gồm núm xoay và các nút bấm chú thích tiếng Việt dễ hiểu và dễ thực hiện thao tác. Nhờ đó, dù người lớn tuổi cũng có thể sử dụng dễ dàng mà không gặp phải khó khăn gì. Ngoài những điểm nổi bật kể trên, máy giặt cửa chứa Casper Inverter 9kg còn được tích hợp nhiều tiện ích thông minh khác như sau: hẹn giờ giặt, khóa che em, cảnh báo khử khuẩn lồng giặt,